Hội chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức tiếp nhận quà tặng của Hiệp hội Y khoa Cơ đốc Việt Nam dành cho công tác phòng chống dịch. 11 chiếc quạt năng lượng mặt trời này đã được trao cho Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai để hỗ trợ các trạm, chốt biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên các tuyến biên giới của huyện Mường Khương. Quạt sử dụng pin năng lượng mặt trời có thể nạp điện 220V khi trời tối hoặc không có nắng, phù hợp trong tình hình phòng chống dịch bệnh tại các điểm chốt biên giới gặp nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt. Được biết trong đợt này, Hội chữ thập đỏ tỉnh cũng sẽ tiếp tục tiếp nhận thêm 45.000 chiếc khẩu trang, 13 chiếc quạt hơi nước, 55 thùng mì tôm từ các nhà hảo tâm để kịp thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.